Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn xong series Run City và sẽ một ngày thật là tốt lành và nhận được vui cho cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, ok, thì dạo gần đây chúng ta gọi là đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của chú rồng Mắt Nai. Cùng với đó là rất là nhiều những cái ý kiến bình luận, nói chung là thông cảm cũng có, hay là chê bai cũng có. Và đặc biệt thì cũng có gọi là những bạn chúng ta gửi những lời chúc sức khỏe đến cho chú rồng Mắt Nai các bạn, cầu mong là một tương lai thì chú rồng Mắt Nai sẽ được nhà phát hành là chúng ta có một cái động thái là búp sức mạnh nha các bạn. Và cũng có một số những cái bình luận cũng khá là very sad các bạn ạ. Đó là em tích mảnh định summon chú rồng Mắt Nai mà sau khi xem xong anh review thì em có ý định là nghỉ lại hay là quyết định là quay xe đấy các bạn. Đấy, thì mình gọi là đọc xong cũng khá là, nói chung là không biết là vui buồn như thế nào, nói chung là vừa vui vừa buồn các bạn ạ. Cũng là một phần thì mình muốn gọi là gửi đến các bạn trước là chú rồng Mắt Nai, khi mà mình có một cái sự gọi là cũng gọi là may mắn và nhân phẩm để mà sở hữu trước được chú rồng này, thì mình đã biết trước là chú rồng này có skill như vậy rồi, nhưng mình vẫn quyết định là chúng ta train qua và nâng sao sớm, cũng như là chúng ta summon và tốn game luôn nha các bạn. Thì đó là một cái trong mình, là một cái trải nghiệm nha. Còn sức mạnh của chú rồng Mắt Nai thì mình nói đi vẫn phải nói lại, đó là trên cương vị của một người mà chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm và những cái sự hướng dẫn, thì đây là một chú rồng để các bạn có thể là lấy về sưu tập hoặc là giải trí. Còn nếu mà để mà gánh tem hay là để mà có một cái sức mạnh mà chúng ta đỡ bị thua thiệt thì nên là sử dụng những dòng khác như là dòng Vampire, hoặc là ok thì có thể là sử dụng dòng Kama cũng được. Đấy, và nếu các bạn tiếc thì cũng không cần phải tiếc đâu các bạn. Tại vì ở đây mình đã gọi là chấp nhận mình sở hữu chú rồng Mắt Nai rồi, thì mình cũng sẽ là cố gắng để cho chú rồng Mắt Nai chúng ta tới một cái gọi là giới hạn mà kiểu nó cũng không phải là quá mạnh nhưng cũng không phải là quá yếu các bạn. Cụ thể thì bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta đánh đây và chúng ta nâng sao thôi nào. Đấy, nâng sao lên là chúng ta đã có một cái sự khác biệt so với lại những chú rồng mà kiểu như là những rồng Vampire của mình mà mình chưa có là nâng sao nè, những chú rồng gọi là Titan của mình mà mình cũng đang để đó nè, thì chúng ta cũng phải có một cái sự khác biệt phải không nào. Mà nhắc tới đây thì chúng ta phải để ý các bạn ạ. Nhìn chung thì chúng ta sẽ bấm vào cho chú rồng này, thì hình như là chú rồng này cũng có là sản xuất trái cây đây các bạn, và là 80 nha. Tính ra là cái lượng trái cây mà chú rồng này sản xuất cũng khá là ok nha các bạn. Với một chú rồng bình thường đây thì với lại chú rồng Titan chúng ta chỉ có là 20 thôi. Còn với một chú rồng Vampire thì đâu đó một chú rồng level 40 là max rồi nha các bạn, thì chỉ có là 60 thôi, khi mà chúng ta chưa có gọi là nâng sao hay là chưa có làm gì hết. Hoặc là nâng sao lên rồi cũng tăng lên là level max là 80 đây các bạn. Ok, thì đó, còn đó là chú rồng thanh sáng thì như nào, có tăng lên được là miếng nào không? Tăng lên được là 19 các bạn ạ. Ôi không. Đây mới đúng nè, đây. Tăng lên được là 24 nè. Nếu như lên tối đa thì chắc là sẽ lên được khoảng tầm là 30 nha. Lên được thêm 10 phát các bạn. Còn nếu là chú rồng này thì bình sinh đã có một cái lượng sản xuất trái cây rất là nhiều rồi các bạn. Đấy, thì cũng là một cái điểm sáng dành cho chú rồng Mắt Nai, hay với tên tiếng Anh là Dual Polymon nha các bạn. Trời ơi, tên hay thế mà. Siêu nhân gao, siêu nhân gọi là còn gao các bạn ạ. Chim mân trong cái bộ siêu nhân gao là một cái gọi là linh thú, phải nói là cực kỳ là bá đạo các bạn ạ. Nhưng không biết vào xong đây rồi chúng ta gọi là khi bạn đang gọi là giải cứu trái đất nhưng mà gọi là sinh ra ở một thế giới khác, tôi tấu hài các bạn ạ. Ui trời ơi, trận đấu này căng nha. Ok, thì mình cũng đã lên được là mức run vàng 2 rồi các bạn, rất là nhanh phải không? To gặp nhỏ. Nhưng chúng ta không có gọi là vội vàng và trao đổi chiêu thức. Chúng ta cứ để cho sinh nhật X4 bào máu đối thủ.
bên kia sử dụng Assassin. Trời ơi, thấy anh là anh thấy em mạnh không? Đấy, nếu như gọi là chỉ nhìn gọi là thoáng qua các bạn, kiểu mình chỉ thấy đối thủ như vậy thì không đánh một cái pop 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 mà còn gọi là đánh ra Assassin, ôi mạnh quá vậy, gì mạnh quá vậy đấy. Nhưng mà nếu chúng ta gọi là đứng trên góc nhìn của một người sở hữu thì chúng ta mới biết là đằng sau cái gọi là sức mạnh đấy thì cũng kiểu là được thổi gió lên thôi các bạn ạ. Ok, và đây thì chúng ta sẽ thổi gió lần nữa. Đấy, mạnh chua. Chú rồng kia nhìn vào cũng gọi là đơ đơ các bạn. Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Chúng ta cần phải, các bạn lưu ý là một cái điểm này được nhân là x4 lên nha. Cho nên là rất là chân quý. Chúng ta phải từ từ nhẹ nhàng và bào điểm số các bạn ạ. Phải chắc chắn là mình phải ăn được 3 mạng. Không thể gọi là để vụt tầm tay được. Đấy, sinh nhật x4 gọi là một chú rồng rất là phù hợp mình cho vào đây để mà mình có thể là đớp hết được những cái sinh lực điểm nha các bạn. Ok, Rainbow. Đấy, và như thế mình lại tiếp tục có thêm 12 điểm. Wow, cứ thế mình tăng lên luôn là gọi là vàng 3. Đấy các bạn, chuyển sinh vào thế giới khác, tôi lên rank một cách thần tốc trong khi mọi người vẫn nói tôi là ông chủ rạp xiếc, là chú hề người gọi là tấu hai các bạn ạ. Ok, và mình đã xong gọi là cái bát này rồi nha, 120 mảnh. Thì sở dĩ á, mà mình phải làm nhanh á, thì cũng gọi là đơn giản dễ hiểu thôi, đó là để mình trải nghiệm sớm cái quest này và cũng lấy luôn cho mình là thêm 320 mảnh. Và cụ thể thì có lẽ là sẽ lấy thêm được khoảng tầm 200 mảnh, tại vì chú rồng của chúng ta lên muốn đánh 200 mảnh phải nâng lên level 1 sao nha. Chính vì như vậy nên bây giờ mình sẽ nâng sao lên. Và 200 mảnh này thì mình có thể nâng hoặc cũng có thể để đó. Nhiều bạn thì chúng ta bảo rằng có thể là lấy mảnh của chú rồng này để chúng ta trao đổi với những chú rồng khác, như là chú rồng Vampire thì mình gọi là không cần thiết rồi. Thì các bạn tâm sự là anh ơi lấy chú mảnh chú rồng này đi trend với lại chú rồng Kama thì được không? Được, được thì vẫn được các bạn, nhưng mà không phải là với một cái tỷ lệ ngon nghẻ đâu. Và thực chất các bạn, thực chất là chỉ được với những bạn nào mà chúng ta dư giả những mảnh gọi là kiểu như là mảnh của những chú rồng Kama là một nè. Và thứ hai là trend thì trong cái gọi là sớm á, trong cái sự kiện mà còn cái sự kiện này á, thì may ra được thêm giá, tại vì chúng ta vừa được thêm mảnh vừa được thêm những cái lượt chúng ta đấu á. Chứ còn mà hết cái gọi là đợt này rồi và những chú rồng chúng ta cũng đã gọi là danh tiếng là truyền xa rồi, thì lúc đó muốn trend khó lắm. Cho nên rất có thể là mình sẽ lấy 200 mảnh này để mình nâng cho chú rồng mắt nai chúng ta luôn nha. Xem như là một cái sự bù đắp hay một cái sự tri ân nào đó. Thì chú rồng mắt nai chúng ta ít ra cũng có một cái sức mạnh nào đó mà còn có thể tấu hài được nữa phải không các bạn? Tấu hài cũng cần phải có sức mạnh chứ. Cà khịa cũng vậy. Hay là gì đó thì chúng ta cũng phải cần có chút thực lực so với lại những chú rồng khác phải không các bạn? Nên bây giờ là cái giây phút mà chú rồng của mình được xác định là hơn những chú rồng là bình thường khác. Phải như vậy các bạn ạ. Và có một cái chỗ đứng ở trong cái tem của mình. Và khi mà chúng ta có những cái gọi là đợt nào đó mệt mỏi hay là có những cái vấn đề gì đó có cần phải là giải tỏa thì cứ lấy chú rồng mắt nai ra, xin đừng đi chá cha ra. Đấy là giải trí cực mạnh nha các bạn. Ok, vì vậy nên mình cũng sẽ chấp nhận là speed up 40 game ở đây, vì chú rồng này đừng sao lâu quá các bạn ạ. Cả mấy ngày rồi mà giờ vẫn còn đang nâng và còn là speed up một ngày mấy mà 40 game các bạn ạ. Trời ơi, chuẩn bị là phải dừng chân lại thôi các bạn ạ. Đây, và chú rồng Millennium của chúng ta đã lên là 2 sao. Dường như anh ấy vẫn có một cái đà để anh ấy lên 3 sao, sau đó anh ấy sẽ nghỉ hưu các bạn ạ. Phải nghỉ hưu thôi. Đấy. Rồi, ok. Và bây giờ thì sẽ đến lượt của chú rồng là Dual Polymon Dragon nha các bạn. Để chúng ta có thể là việc nâng sao này là việc hiển nhiên rồi. Để phải nâng sao chúng ta một cách có lời hơn được trong cái việc mà chúng ta đánh ở trong kia, vừa lấy thêm điểm nè, mà vừa lấy thêm khá là mảnh của chú rồng này, đủ chúng ta nâng lên gọi là 2 sao và thăng cấp sức mạnh lên level là 50 khi chúng ta có dịp cho các bạn. Ok, yo, yeah, 48 game. Thấy chú rồng kia đợi mòn cổ luôn các bạn. Còn 40 game của chú rồng này chúng ta mới vô, chúng ta gọi là đợi sương sương chỉ có 48 game thôi. Thiệt sự luôn á. Ok, và mình sẽ speed up chú rồng này nha. Đấy, chờ chưa gì chúng ta gọi là bay màu 88 game rồi. Đấy, rất ghê gớm luôn phải không các bạn.
Và chưa dừng lại đó đâu, mình phải nâng cho chú rồng này lên level 45 luôn ấy. Đấy, trước khi gọi là mình quyết định sở hữu chú rồng này, tất cả mình đã tính toán rồi nha. Là mình cũng đã chấp nhận bỏ ra một cái giá gọi là tương xứng rồi. Vừa trái cây mà vừa game. Đấy, đổi lại chúng ta có những cái thức video học được cái sự gọi là thông cảm thấu hiểu, và cũng như là chúng ta có thể nhìn thấy được sức mạnh gọi là cũng khá là buồn của chú rồng Mách Nai. Buồn cho Mách Nai nha các bạn. Chê thì cũng có chê, nhưng mà đa phần là buồn là nhiều. Đấy, chê là chê theo cái phương diện nào đó thôi, chứ không phải là chê hết nhau nha các bạn. Giống như kiểu là chúng ta cũng có là skill, cũng có Assassin này, chúng ta cũng có cách 10 này, chúng ta cũng có là sản xuất gọi là trái cây cũng khá là thơm bơ này. Đấy, và chúng ta cũng có một cái hy vọng nào đó để tương lai nhà phát hành có thể là búp sức mạnh cho chú rồng Mắt Nai. Chứ còn mà như thế này thì chắc là sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều lắm các bạn. Đấy. Rồi, và vô chú rồng Mắt Nai của chúng ta tiếp tục thăng tiến tu vi. Và từ nay những chú rồng gọi là bình thường khác không thể nào nhìn mà chê cười chúng ta được. Chê cười đi, ngon nhậu vô tay đôi. Trời ơi. Đây là niềm vui của chú rồng Mắt Nai các bạn ạ. À, sau gọi là hai tập phim thì nó Mắt Nai bây giờ đã mạnh hơn gọi là ngày hôm qua rất là nhiều rồi. Hãy trở lại là Mắt Nai của ngày hôm qua. Cha 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 cha. Trời ơi, thấy chưa các bạn? Cuối cùng Mắt Nai chúng ta đã tìm được một cái tiếng nói riêng rồi đó. Giờ thì chính thức là chú rồng Mắt Nai chúng ta so với lại những chú rồng khác mà chúng ta ở trong đây không tính là chú rồng những chú rồng có sao nha, thì chúng ta đã áp đảo được rất là ok rồi. Và bên đây chúng ta cũng tương tự là như vậy luôn. Anh chàng sát thần ở đâu là đi lạc trong đây trời. Ok, sát thần sắp lên là 5 sao cho các bạn, tin tin vui đó. Mình cũng vừa like được thêm hai anh là sát thần trong đây nữa nè, cần thêm khoảng tầm một anh nữa là ok luôn nha. Rồi đây thì gió tiên sinh nè đó. Nói chung là tất cả những chú rồng còn lại, chú rồng nào mà chưa có sao là đều không có gọi là hó hé nào với mình được nha. Và kể cả những chú rồng mà lấy gần 1 sao cũng tương tự các bạn. Phải lấy gần là phải lấy gần nào nữa, kiểu lấy gần cách 9, lấy gần cách 10 bình thường thì cũng không giống hó hé đâu các bạn. Titan 1 sao thì hình như mình không có rồi. Ok, đây nè, chị đây trời. Cho chúng ta là vô đây chúng ta thấy được chú rồng bên đây một mảnh ghép các bạn ạ. Và một cái chú rồng bên đây nữa thì hết mắt nai rồi, không biết là tới mắt gì không các bạn, thì mình mạnh dạn đoán là mắt biếc. Ok, không biết chúng ta có gọi là cơ duyên sở hữu chú rồng mắt biếc không nha, không biết chú rồng mắt biếc có cho free thế này không. Nhiều bạn người ta bảo là cho free là của là ghẻ rồi anh ơi, thì không phải đâu nha các bạn. Đợt trước chúng ta cũng có cơ hội để mà free chú rồng Corrupted Time, thì chú rồng Corrupted Time khá là uy tín nha. Chỉ tại mình không có đủ sức để mà nuôi thôi. Chứ còn nếu mà mình có thể nuôi cơ động như là chú rồng Lagan thì mình summon lâu rồi. Ok nha, lúc đó thần đá sẽ buồn lắm. Bây giờ chúng ta sẽ vào để mà có những cái trận đánh tiếp theo trên cái hành trình mà chúng ta lấy được 2 sao cho chú rồng Mắt Nai này. Và cũng có thể là trong ngày hôm nay luôn các bạn ạ. Đấy, rất là nhanh. Đây thì chúng ta sẽ... Ôi, không, mình mạnh rồi chúng ta gọi là phải cho thấy khẳng định sức mạnh của mình chứ. Đây, một cái đòn mà Assassin này. Trời ơi, giật 2 phát, đánh như đam như gọi là đam như gọi từ người từ thế kỷ đồ đá nào tới các bạn. Nào, chúng ta đang lên nhạc, đang lên gọi là hào hùng, phải cho một cái đòn đánh gì đó mà nó phải là Avenger end game lên chứ. Thôi không sao. Đấy, Sky gọi là Cutter cũng được 31k đấy. Ghê chưa, ghê chưa. Ngay lần này thì mình gặp chí mạng nha, mình sẽ đánh luôn không cần suy nghĩ. Ơ kìa, trời ơi, mẫu tạch chầu, mẫu tạch chầu. Ok luôn nha. Đấy, đánh như vậy là quá ok rồi, gì nữa. Trời ơi, chú rồng này phải không? Giờ mình sử dụng skill đặc biệt nè. Đấy, đặc biệt lên. Đấy, hồi máu cho tem quay. Mỗi người hồi 10k máu luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Và đây, Adventure lên. Trời ơi. Lên mà lên không nổi các bạn ạ. Ok, Rainbow. Và kết thúc trận đấu này 20, gọi là 27k. Tại vì skill mình chưa train nha. Chứ mình train lên là việc mà trên 30k là đơn giản thôi. Và train skill mới được các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn vào chúng ta xem train skill là như thế nào nha. Ok, nhưng mà chúng ta phải chờ thời gian nào đó train này. Thấy mắt này lên đây luôn nè. Tên đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Skill thì không có là được cộng, nhưng mà đâu đó cũng mạnh nha các bạn.
với skill này tăng lên 49% thì chắc là đâu đó cũng là một cái skill 2k1 nha. Và đây thì skill này chúng ta tăng lên 99% bên đây, 49% bên đây. Hai cái skill này tương đương nhau, tầm 2k hay 2k1 gì đấy. Thì cũng được các bạn. Đam về cao rồi, không có cộng, nhưng mà tại vì hai skill này thuộc dòng là đam cao mà đam to nhờ nha các bạn. À, đó đúng rồi. Được cái là mình sẵn tiện rồi mình xả luôn cho rút rồng gọi là mắt nai nha. Đây. Lên. Đấy, cái skill này chỉ có 12 tiếng gọi là trend thôi, cho nên là cũng khá là rẻ. Và mình còn lấy thêm tầm bao nhiêu đây? Hình như là 6 tiếng các bạn, 8 tiếng skip ở đây nữa. Cho nên là chúng ta chỉ tốn 4 game để skip thôi và sẽ skip luôn cho chú rồng mắt nai. Yeah, mắt nai có skill này rồi. Càng làm tăng cái khoảng cách giữa hai skill các bạn. Có nghĩa là chúng ta thấy được việc mà chúng ta chơi skill thứ hai và skill thứ nhất đam nó cách biệt nhau lắm các bạn. Vì bây giờ chúng ta trend skill lên rồi, 2k1 nha. Đúng vậy, với một cái đòn gọi là gió khá là mạnh. Mắt nai đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Đấy, ai chê đâu. Bước vô đây. Tấu hài thì hài chứ mạnh thì giờ đã có sức mạnh rồi nha các bạn. Trời ơi, chú rồng kia đang ngơ ngác ngác ngơ không. Bây giờ là adventure lần nữa. 1, 2, 3. Trời ơi, chưa được các bạn ạ. Thôi chơi skill mới nè. Skill mới lên. Trời ơi, 28k các bạn. Chưa lên các bạn, chưa lên. Lại. À, lần này là lên nha, lên luôn. Đấy, 29k. Trời ơi, trend xong mà chúng ta gọi là chưa thấy cái sự gì đó năng nổ lắm nhỉ. Lên nào, skill Destiny nè. Đấy, quay hồi máu cho bản thân cũng được là 28k máu rồi đó. Để cho cái vòng này chúng ta gọi là mệt cái lượt đánh nữa. Rồi, và thêm lần nữa nè. Đấy, 31k, là gần 32k. Phải, nó phải như vậy các bạn. Rồi, ok luôn. Trời ơi, đánh lên quét luôn các bạn ạ. Ok, và như thế thì trong mắt này chúng ta đã được tăng thủ vi rồi đó. Sao chúng ta cho mắt này vô đây luôn các bạn. Tấu hài tập thể. 56 không? 56 thì giờ đây là lứa của chú rồng mắt này nha. Nguyên đây là lứa nè. Kiểu như là được xếp hạng là chung sức mạnh rồi gì là kiểu mà lứa đấy. Nhưng mà mình nghĩ trong lứa thì chú rồng mắt này của chúng ta nó phải là mạnh hơn các bạn. Mạnh hơn số là những rồng ở đây. Nhưng mà để mình xem lại nha. Mình sẽ xem lại trong cái dàn danh sách này. Đây thì chú rồng này chúng ta 67k máu, 14k gọi là đam. Còn chú rồng mắt nai của chúng ta là đấy 72 và 17k đam. Ăn, thắng, win nha. Win chú rồng này. Rồi đến lượt chú rồng gọi là tam hệ của chúng ta thì sao. Chú rồng tam hệ của chúng ta thì cấp R này 70 và 15 ăn nốt luôn. Trời ơi, siêu nhân khủng long thì sao? Siêu nhân khủng long không? Rồi ok, siêu khủng long này cho siêu khủng long. Khủng long 667 13 rồi đi nốt luôn các bạn. Đớp thắng luôn. Vậy còn siêu nhân còn gao sư tử đỏ. Sư tử đỏ gặp gao chim bân thì sẽ như thế nào? Trời ơi, còn như thế nào nữa? Sư tử quân nổ chúng ta thua luôn các bạn ạ. Trời ơi, sao mà đỡ được. Đấy, và cuối cùng là chú rồng Titan gió như đã nói. Chú rồng Titan có một sao. Nhưng gọi là về việc mà lượng máu lượng đam thì không bằng rồi đấy. Còn về việc cái khiên thì chúng ta có skill đặc biệt, ít nhất là được Asatun, cho nên là vẫn ăn luôn nha. Trời ơi. Vậy thì trên cơ của chúng ta là ai nha các bạn. Chúng ta sẽ xem là chúng ta xếp hạng ở trong đây là xếp hạng bao nhiêu. Ok, và chúng ta nằm ở trong vị trí này nha. Đã ăn nốt tất cả những chú rồng dưới đây rồi. Nên một điều là chắc chắn là như vậy rồi. Và trên chúng ta thì có rồng thiết giáp 75-15. Đây thì chúng ta có skill đặc biệt và có Asatun nên ăn luôn rồng thiết giáp. Ok, thiết giáp người ta gọi là xin cho các bạn. Rồi và bên đây chú rồng nanh băng không? Nanh băng thì chúng ta gọi là hơn được cái lượng đam và cũng như là chúng ta có skill đặc biệt. Chúng ta ăn luôn chú rồng nanh băng. Đấy, phải như vậy. Lên gặp sắc thần không? Ô thôi em xin. Ok nha các bạn. Rồi vô. Giờ chúng ta gọi là quay trở lại với cái trận đấu rồi. Ở cái mau móc ranh khi nãy nha. Đây, móc này. Trời ơi, chú rồng kia làm hết hồn các bạn ạ. Đấy. Và thực ra thì chú rồng sát thần chúng ta là hơn rất là nhiều chú rồng ở trên đây nha. Tại vì chúng ta xếp sức mạnh như vậy thôi. Chứ thực ra là chúng ta có thể là ăn được chú rồng dân chơi luôn ấy. Ăn được dân chơi, ăn luôn gió tiên sinh ở trong thời điểm này nha. Thời điểm mà chưa có lên những cái trên đây thì ăn luôn nè. Nữ hoàng chiến binh cũng gọi là nằm trong cái tầm như vậy luôn.
Đây, có mấy chú rồng ở trên đây thì may ra cái sự khoảng cách giữa cái máu và đam thì mới có thể so với chúng ta thôi. Lên trên chục hiệu ly thì vẫn chưa, nhưng mà so với lại phiêu bạc trở xuống là cũng tầm ngang cơ rồi đấy. Đấy, nên các bạn ta đừng có xem nhẹ nha. Vô, lần này hãy xem gọi là xem mắt nai chúng ta gánh cái trận đấu này đây. Nhưng mà phải để mắt nai phía cuối, để mắt nai đầu tiên là fail rồi. Không sao, đấy, chơi skill đặc biệt nè. Hồi máu cho nguyên tem, chưa ai gọi là bị xi nhê hết nhưng mà vẫn hồi máu cho nguyên tem. Yeah, không đánh bên kia đánh mình luôn các bạn ạ. Rồi vô, để chúng ta gọi là tem được bút máu lên, cứ tưởng là được bút sức mạnh rồi, ai cũng phấn khởi các bạn. Ừ ha, cái skill này mà bút mình gọi là máu cho đồng đội mà còn gọi là tăng sát thương cho đồng đội nữa thì nó gọi là phải là ngon các bạn ạ. Nhưng mà là không, trời ơi, cơ chế toàn tự nghĩ ra. Ơi kìa, đánh đi chứ. Trời ơi. Các bạn sử dụng dual switch các bạn là bị mất một lượt luôn. Trời ơi, không gây được sát thương nào luôn. What? Ủa mình mạnh mà, mình là mạnh nhất đội hình mà. Cớ cớ sao lại chơi skill băng hoài vậy? Trời ơi các bạn, cái skill mà chuyển đổi chỗ các bạn là không có chú rồng nào mà chuyển đổi chỗ. Thì thành ra là bị bên kia là chúng ta giả cho một phát rồi chúng ta mới quay lại sàn đấu các bạn. Và quay lại sàn đấu chưa kịp làm gì nhiều cái là cũng bay màu rồi, trời ơi. Tên ơi, ok vẫn là win nha. Thôi cứ cứ xem như là được chú rồng đầu tiên, sức mạnh chằng chề làm cho những chú rồng phía sau chúng ta cảm thấy là đề cao thực lực đi. Đấy, đó là chân lý đấy. Ok, vô, rồi thêm được 5 mảnh rồi nè. Đấy, và như thế là chúng ta gọi là cũng đến thế là ghê rồi đấy các bạn. Đây, chú rồng mắt nai chúng ta còn vào trong đấu trường là có những cái sự là cà khịa nhẹ nữa để mình tìm xem có đối thủ nào. Trời ơi, gì đây? Trời, rít kích các bạn nha. Như là tem rít kích các bạn nha. Trời ơi, ai cũng có ngọc rồi hồi sinh nè. Chưa kể chắc mấy chú rồng kia cũng có luôn. Trời ơi, chưa gì có ghê dở. Thực ra thì mình có thể là mua bằng kim cương, bằng game hay là mở rương ra đấy. Nhưng đợt kia mình không có mở nha, đợt kia mình không có thử cái vận may của mình xem những cái rương đây nè. Rương này nè các bạn. Trong đây có cái rương quét này thì đây là mình, các bạn có thể là thử vận may ở trong đây nha. 80 gọi là game để lấy một cái viên bơ này nó vẫn là ngon. Và mình có một cái gọi là phương pháp. Nói chung là nhiều bạn chúng ta cũng sẽ thử cái phương pháp này để lấy cái vận may. Đây, mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Rồi sau chắc mình sẽ lên video thực hiện lại. Đó là chúng ta sẽ tắt wifi đi, đấy. Và chúng ta sẽ lấy 80 game mở cái này, mở cái rương này nha. Nếu các bạn á, trong cái rương đầu tiên á, mà các bạn ra được cái Ngọc Phượng Hoàng ấy, thì sao? Thì chúng ta mở wifi lên lại để mà lưu lại kết quả. Còn nếu như các bạn tốn 80 game mà chỉ mở ra được có 15 cái là off legend này á, thì các bạn ta sẽ gọi là thoát game. Chúng ta vào lại nha. Các bạn nhớ là chúng ta đừng có vội mở wifi lên nha, mà chúng ta phải thoát game ra luôn. Chắc chắn là game nó không chạy ngầm nha các bạn. Thoát game chúng ta là xóa tab của game ra luôn nè. Đấy, rồi sau đó chúng ta gọi là vào lại nè. Lúc vào lại rồi thì chúng ta mới gọi là mở wifi lên nha các bạn. Đây, chúng ta mới mở wifi lên nè. Thì như chưa có cuộc chia ly các bạn ạ. Để chúc cho gọi là wifi chúng ta thấm vô đã. Đấy, thấm vô rồi nha. Thì các bạn biết gì không? Kiểu như rương nó đã định sẵn như vậy rồi các bạn. Chúng ta có thử mở lại lần nữa thì nó vẫn sẽ là 15 cái off đó thôi. Trừ khi các bạn mở xong cái rương đó rồi tới cái rương thứ hai á thì nó mới có thể có ra một cái kết quả khác được. Chính vì như vậy các bạn có thể thử may mắn lần đầu. Tại vì sao? Tại vì như mình nói là nếu như các bạn lấy gọi là 80 cái game này mà các bạn mở cái rương này mà bằng một cách nào đó mà chúng ta ra được một hoặc là nói chung là ít nhất là một nha các bạn, thì gọi là chúng ta lời rồi đấy. Chúng ta có thể là giữ kết quả đó để mà lấy cái gọi là bơ Phượng Hoàng Pro này và cất cho chú rồng nào đó là chúng ta xứng đáng để sở hữu. Hoặc là nha các bạn, hoặc là chúng ta gọi là trao cho chú rồng nào đó mà hiện tại đang gánh tem bên mình mà phải là tương lai có tiềm năng nha, thì chúng ta gắn vào sẽ đỡ chúng ta rất là nhiều. Đấy, còn mình thì sẽ lấy cái chiếc rương free cái bên, bởi vì mình nói chung là quay nằm cái chìa khóa vui. Ok, cũng là một cái phần may mắn đó các bạn, 5 chìa khóa là ngon rồi đó. Tỷ lệ bao nhiêu đây? Tỷ lệ 16%. Chính vì như vậy nên các bạn cũng có thể là thử vận may của mình và như thế là cũng ok. Mình thì thấy là không ổn rồi, cho nên là mình gấp lui, đợi cái gọi là đợt khác mình thử test thử lại xem có gọi là được gặp được may mắn không, lỡ chi 80 game mà mở ra 3 cái là chúng ta gọi là phải là cực kỳ lời luôn. Đấy,
nên mới có thể là rít kích như thế này. Chúng ta cũng là vui vẻ, mạnh dạn chi thoa các bạn. Chứ lỡ mình mở gọi là 80, gọi là game mà mở mấy lần không ra được một cái bơ phượng hoàng thì tên nôi không biết nói gì các bạn. Ok, và trận đấu cuối cùng cũng là trận đấu gạt kìa của chú rồng Mắt Nai trước khi chúng ta kết thúc bán đấu hôm nay nha. Chú rồng này chúng ta có gọi là hồi sinh các bạn. Nào, hồi sinh đi nào. Đấy, bạn giờ để cho chú rồng của chúng ta gọi là có thể là kia các bạn. Đây, đánh cho hồi sinh. Hồi sinh. Đấy. Và trời ơi, hồi sinh máu lên nhiều không các bạn. Cái này có 6% thôi, nhưng mà tại vì tính thêm cái phần trăm ở bên cái thanh kiếm của bạn đang là lỗi á, cho nên là máu nó hồi lên khá là nhiều. Như thế thì thế nào? Như thế thì sao? Bạn sẽ bị là sự cà khịa đến từ cho rồng Mắt Nai thôi. Yo, Asaton. Hay cà khịa đi nào. Adventure. Đấy, lên 20, 15. Và hồi sinh xong là chết dưới nanh vuốt của Mắt Nai các bạn ạ. Trời ơi. Đấy là cái kết của người cà khịa ư. Tại vì chú rồng bên kia là chí mạng nha. Chứ không chí mạng thì mình nghĩ là không ăn được chú rồng Mắt Nai chỉ trong vòng vào một nốt nhạc thôi. Nhưng gọi là anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Excalibur 200k. Một cái chết quá đau đớn các bạn ạ. Ở đây, anh chàng này chưa biết gì nhưng cũng phải đi thôi. 200k. Trời ơi. Đấy, ok, xong rồi luôn nha các bạn. Một cái gọi là điều gì đấy nhắn nhủ mọi người là cà khịa ít thôi. Rồi, và video chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.